Tao nói không hiểu nổi mấy đứa bạn thân của mình. Mỗi lần hẹn tụi nó đi chơi là một lần vất vả. Tao nói từ tối hôm qua đã hẹn tụi nó là ngày hôm nay là 6 giờ đi uống nước nha. Có nghĩa là 6 giờ có mặt đó. Mà tới 6 giờ nó nhắn tin cho mình một câu xanh rờn, hiên ngang như một vị thần. Ủa vậy hôm nay có đi chơi không vậy? Không đi, tao rủ mày làm cái gì? Rồi tao nói có mấy đứa ở thế kỷ 22 rồi, ai cũng xài đồng hồ số hết trơn đấy mấy má. Mà tao nói bây giờ vẫn còn mấy đứa sử dụng đồng hồ cát. Giờ là tính giờ dây thun nha mấy má. Ai cũng đeo dây nịt hết rồi, mấy má vẫn còn xài dây thun. Tao nói hẹn 6 giờ mà 8 giờ có mặt. Hẹn 6 giờ mà 6 giờ 15 vẫn còn nằm trên giường chưa chịu đi nha. Rồi bắt đầu mình gọi điện thoại mình hối nó, thì nó kêu đang tới nè, 15 phút nữa có mặt. Có nghĩa là nó vừa make up xong rồi, bây giờ nó chuẩn bị quần áo để đi chơi. Gọi hối nó nữa thì nó kêu sắp tới rồi. Đúng rồi, tới, dắt xe tới cửa rồi đó. Hẹn 6 giờ mà 7 giờ 30 bắt đầu dắt xe tới cửa rồi đó mấy má. Ta nói chưa cần biết nó tới đâu hết á, mà mình đợi nó từ lúc mà mình thụ thai rồi mình chuyển dạ rồi mình sinh đẻ. Con của mình tốt nghiệp đại học hết trơn hết trọi rồi mà nó còn chưa tới nơi nữa đó. Còn có nhiều đứa nó khốn nạn hơn. Nó hẹn mình đi chơi, tới cái ngày đi chơi á, mình chuẩn bị đầy đủ ha, quần áo, giày dép, em vuốt tóc các kiểu rồi xịt nước hoa nữa chứ. Trời ơi, mình chuẩn bị lồng lộn quá mà. Tới sát giờ, alo mẹ ơi, hôm nay tao bận rồi, bữa khác mình đi chơi nha. Vô học, hết sức là vô học. Làm cho tao mặc đồ lồng lộn như đi dự sự kiện rồi mới nói. Không muốn đi chơi thì ít nhất phải nói cho tao trước mấy tiếng chứ. Chứ ai đời gần sát giờ đi rồi bắt đầu quỷ kèo. Mà ví dụ nó có chuyện thiệt nó quỷ thì mình không nói. Đằng này nó quỷ kèo với mình để nó đi chơi với trai. Tao nói 25cm có thể che luôn đi tình bạn. Mình đi ra ngoài đường thấy thằng bạn trai nó chở nó đi vòng vòng vậy đó. Vậy mà nó nói nó bận công việc gấp lắm không đi được. Công việc của nó là gì? Rồi có mấy đứa, ta nói hả, mỗi lần mà mình hẹn nó đi chơi là không bao giờ nó chịu đi. Mình hẹn nó không đi thì mình hẹn người khác. Cái mình đi chơi với người khác mình lên Facebook mình up hình. Cái nó vô nó comment, trời ơi bạn bè gì đi chơi mà không rủ nha, đi chơi một mình, bạn bè như shit. Trong khi rõ ràng mình rủ nó mà nó không chịu đi. Cái tự nhiên mình cũng không nói gì, cái nó lên nó viết status. Status buồn, bạn bè có mấy ai quanh ta. Cái gì vậy má? Ơi có cần tao ship cho viên Panadol extra không má, uống cho tỉnh. Nó ghi status vậy đi mình không nói, mà mấy đứa bạn của nó vô comment trong cái status đó. Ủa có chuyện gì vậy? Rồi các bạn biết nó comment lại sao không? Inbox đi tao kể cho nghe. Trội vãi, cái gì bây giờ đưa tao vô giai phản diện đầy khái và nghi ngất lòng người luôn vậy. Trời ơi sặc, nhạt nhòa quá má. Trời thiệt, nhiều khi tao muốn lấy đôi dép size 42 của tao tát vô mặt tụi bay ghê vậy đó. Rồi bây giờ có mấy đứa sống cái kiểu mà nó được trễ hẹn còn mình thì không nha. Phải lâu lắm nha, gọi là nghìn năm văn hiến nha. Mình mới đi trễ một lần. Trời, tao nói trong lúc đang đi xe đó, điện thoại nó reng như massage đùi luôn. Trời, tới chỗ hẹn mình trễ có 15 phút mà mình dở điện thoại ra. 69 cuộc gọi từ Di thèm đích để gọi điện thoại cho bạn. Nó trễ với mình liên tục thì không xa, mà mình trễ với nó một lần á, trời ơi thì bắt đầu nó khó chịu mà nó làm như mình đang phạm phải trọng tội vậy đó. Lần sau đi đúng giờ cái nha, hẹn không bao giờ đúng giờ hết trơn á. Trong khi mình hẹn nó 10 lần mà hết 11 lần đi trễ rồi. Mà lâu lâu có một lần mà đi trễ mà nó hành mình vậy đó. Cho nên bây giờ mà mỗi lần mà mình hẹn nó đi chơi là mình phải hẹn trừ hao. Ví dụ mà mình muốn 6 giờ đi chơi là mình phải hẹn nó ít nhất là 2 giờ cho nó ngựa ngựa cho tới 6 giờ đi là vừa.